Xin chào bà Ngư, hôm nay mình ra thăm thám dưa leo thì mình thấy sâu tơ rất là nhiều, nó đang cắn phá đọt dưa leo của mình và nó đã cắn lủng lỗ hết mọi người, rất là nhiều luôn. Sâu tơ như là nó gây hại gì, mật độ dày dày đặc luôn. Đấy, rất là nhiều, cắn nát đọt hết. Bây giờ mình đi mua thuốc về để bơm nó, bơm sâu tơ, sau đó mình cộng thêm thuốc diệt bọ chích hút như bọ trĩ, rầy, bọ nhí. Để bà con giờ là mình bơm thuốc diệt sâu với bọ chích hút, lúc sau là mình cộng chim sâu đây. Đây là thuốc dòng thuốc sinh học này. Sau là mình bơm chim sâu đây với thành thuốc fesotin hoặc chất là abamectin này, 5.5. Nó cũng thuộc dòng thuốc sinh học, thuốc trừ sâu sinh học. Và cái con bọ chích hút là bọ trĩ với ruồi ruồi vàng mình bơm đây, không trầm hoặc chất là lambda profenofo phosim đấy, ba chất với một chiếc hút mình kèm ông trầm với oxy đấy, hay là chỉ chiếc hút với ruồi vàng. Hay bên cạnh đó thì mình cũng kèm nó ít bo kẽm do cây dưa leo nó đang giai đoạn ra hoa đậu quả đấy, bơm bo cho chống rụng bông này, kẽm là cho nó xanh lá, những lá rình rình nữa mình bơm cho nó xanh lại bớt cho đỡ rình, pha thêm chút rong biển phân hữu cơ, rong biển tinh chất này pha vô cho nó mát tay. Trong quá trình mình diệt sâu con bọ là nó sẽ nắm cây, mình pha chút rang biển vô. Đấy, mọi người. Giờ mình pha mình bơm. Giờ mình tiến hành pha thuốc trừ sâu và trừ bọ chích hút ruồi vàng. Để tiết kiệm công bơm thuốc thì mình kèm tất cả các loại thuốc này lại với nhau. Chim sâu kèm với abamectin, kèm với ông trầm, kèm với oxin. Tất cả các thuốc này kèm lại thì nó không có kết tua hết, mọi người cứ yên tâm. Trong quá trình bơm thì cây đang ra hoa thì mình bổ sung thêm bo kẽm giúp cây là chống rụng bông và bôi lá xanh. Trong quá trình sử dụng thuốc sâu cũng như thuốc trừ bọ chích hút thì làm cho cây bị nóng thì mình bổ sung thêm rong biển giúp cây mát. Mình tìm mua các loại thuốc trên không có thì mình mua các loại thuốc có hoạt chất tương tự cũng được. Đấy. Sâu tơ là còn là một loại sâu rất là khó diệt và nó cũng có khả năng kháng thuốc rất là cao, cho nên mình cần bơm kỹ kỹ một chút. Khi mình bơm thì nó nghe mùi thuốc là nó nhà tơ là nó đi trốn, rồi mình phải cần phải bơm kỹ, bơm kỹ nó mới ướt được con sâu và con sâu nó sẽ chết. Mình sử dụng thuốc sinh học thì nó chết từ từ chứ không có chết nhanh được. Bơm kỹ một chút. Trong khi bơm mình thấy đợt nào mà sâu nhiều thì mình chịu khó chích bét vô đợt đấy, vì con sâu nó nằm ở đợt nó dính một lớp tơ rồi, bơm thuốc rất là khó dính, nên mọi người mình chích chảy nước là nó mới dính được con sâu.